tạo lấy game này chơi thử, chỉ vì người yêu mình thích game này á. Hay nhìn lúc cứ thấy ảnh vô tâm, suốt ngày cắm đầu vào game, mình nói ra thì cãi lộn, thôi thì không hòa hợp thì dung hợp vậy, giờ phải theo đam mê của người yêu mình. Anh nói xong trận lại mời mình, mà sao lâu vậy ta, không biết một trận là bao nhiêu phút nữa, thôi thì trong chờ đợi mình vô trận tìm hiểu thử. Yêu ai mất rồi. Ghép chúng con bot kia mày. Phèn thế. Ủa mọi người nói ai thế nhở? Mic lên nào bot. Ủa mic chỗ nào ta? Chắc mấy bạn muốn nói chuyện với mình nè. Con bot này mic lên đi. Biết ạ. Mấy bạn ấy chỗ ai vậy nhỉ? Mic chỗ nào ta? À hình như cái này giống cái mic nè. Bấm vào lên thử. Alo alo. Nghe không mọi người ơi. Tụi tao điếc hay sao mà không nghe mày? Ủa mấy bạn nói ai vậy? Ủa mà nhìn xem, trong này có 3 người, không phải bạn tao thì chẳng lẽ tao à bot hả? Mà mấy bạn đam mê về giày à? Ai không thích giày mày? Ai không thích? Hàng gì vô đây kể toàn đôi giày bot. Mày cười gì đó? Má tụi tao chửi mày bot chứ đôi giày nào ra. Cái con này mày ngáo đá à? Mình mới chơi á, không biết xin lỗi mọi người. Xin lỗi cái đầu mày, sao không đi nạp tiền cho giàu lên mà bận đồ nghèo vậy? Ủa mình không nạp game đâu, phí lắm. Sợ phí thì cải kết bố mẹ đó. Không đâu, nghĩ sao vậy? Này chơi để giải trí thôi mà, có phải trò chơi thời trang đâu. Mấy đứa nghèo nói chuyện kiểu yêu đời thế nhỉ. Hả? Tao chửi nó nãy giờ mà nó nghĩ mình yêu thương nó. Ê, trong phòng đó có nhiều đồ kìa, vô đó lụm đi. Hai bạn tốt quá, cảm ơn nha. Bị lừa, ngu thế bot. Vậy mà cũng tin. Ra bằng cách nào đây? Hôm nãy mình vào có thấy cái này đâu, sao giờ không ra được? Cái này là bơm keo, mà mày nên ở trong đó đi, khỏi ra là vừa. À, ra được rồi nè. Đúng là mấy đứa nghèo nó không biết tự ái. Ê, chỗ kia có đồng dầu kia xuống. Ê bot, mày thiếu máu kìa. Tăng máu chỗ nào vậy? Lại chỗ thùng đỏ đỏ đó là tăng máu á.